Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 150. Mấy người như chút được gánh nặng, bọn họ nháo nhào chạy ra ngoài từ cửa hông, không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Đại điện trống không, nhoáng cái trong này chỉ còn lại Lâm Nhất và Hoàng Dung đang ngồi trên ngai vàng. Ta và ngươi không có thù oán gì nhỉ, nếu ngươi chịu tha cho ta một mạng, ta bằng lòng chắp tay dâng Tử Diệm Kim Liên này cho ngươi. Hoàng Dung ôm một tia hy vọng, rồi nói. Có thù oán hay không, trong lòng ngươi rõ mà. Lâm Nhất nhẹ nhàng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, 2 năm trước đối phương đã hành hạ 4 đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông đến chết. Làm rúng động Thương Huyền, làm Phù Vân Kiếm Tông mất sạch danh tiếng. Tông môn đi trả thù mấy lần thì đều không tìm thấy hắn ta, lần này cuối cùng cũng thăm dò được hang ổ của hắn ta. Nhưng tông môn cũng không dám phái trưởng lão cảnh giới thần đan tới bứt dây động rừng, rồi lại lo cử đệ tử thân truyền đi thì chỉ tổn đi nộp mạng. Trưởng môn Phù Vân bèn viết tên của những kẻ này vào quyển trục kia, sau đó đưa cả cho Lâm Nhất. Ngươi là người do Phù Vân Kiếm Tông phái đến thật này. Hoàng Dung lộ ra ý cười, bỗng nhiên hắn ta ung dung hơn nhiều, hắn ta lạnh giọng cười rồi nói. Nghe giọng ngươi còn rất trẻ, chắc không phải là trưởng lão tông môn, nếu đã tới rồi, vậy thì đừng đi nữa. Không phải trưởng lão, thì không phải cường giả cảnh giới thần đan. Trong tinh quân, nếu đối phương là tinh tượng thì hắn ta đánh không lại, nhưng chạy thoát thì vẫn có rất nhiều cách. Chẳng qua người này mới ở cảnh giới tinh hà, ha ha, đệ tử thân truyền ở cảnh giới tinh hà đã chết trong tay hắn ta, nhiều lắm đấy. Huýt xì. Vừa dứt lời. Khí thế tinh quân trên người hắn ta tỏa ra ầm ầm, sau đó hắn ta hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không nhúc nhích, chỉ đặt Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu bên môi, tiếng tiêu vừa vang lên, liền có cuồng phong gào thét, gió kêu như sấm. Oanh! Tốc độ của Hoàng Dung lập tức chậm lại rất nhiều, hắn ta cảm nhận được kiếm ý vô hình đi theo tiếng tiêu ngăn hắn ta tiến về phía trước. Giả thần giả quỷ! Vận động tinh nguyên toàn thân, Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, tiếp tục lao về phía trước. Tiếng tiêu biến ảo, ý cảnh phong hoa tuyết nguyệt trong Lôi Âm kiếm pháp được tấu ra một cách hoàn hảo. Lúc thì gió kêu như sấm, lúc thì hoa rơi phân vũ, lúc thì mây nổi tuyết bay. Trong cung điện, tiếng tiêu mênh mông, hàn ý giáng xuống. Kiếm ý của Lâm Nhất nương theo tiếng tiêu khuếch tán ra, mái tóc dài của hắn tung bay, ánh sáng bạc rơi xuống, giống như mây trắng dập dềnh, biến ảo không ngừng. Trong đại điện, kiếm quang tung hoành, kiếm khí bay múa như những bông tuyết. Hoàng Dung cảm thấy bực bội, trong quá trình hắn ta không ngừng tiếp cận Lâm Nhất, hắn ta đã trúng nhiều vết chém, máu tươi chảy ròng ròng. Chết đi! Chỉ thiếu một bước nữa thôi, cơn giận trong lòng Hoàng Dung hoàn toàn bùng nổ, hắn ta bay lên không trung, rồi điên tiết hét lên. Thần tiêu! Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn rồi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, tiêu âm xông thẳng lên trời. Thần âm như sấm, xé toạc mây xanh. Hoàng Dung còn chưa kịp rơi xuống đã bị một đạo ngân sắc nuốt lấy, cơ thể đứt thành 2 đoạn. Một khúc đã xong, nhưng dư âm chưa tan đi. Máu tươi bắn tung tóe, từng giọt cố định giữa không trung, tựa như cả thời gian cũng bị giam cầm vậy. Lâm Nhất bỏ Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu xuống, vươn tay ra, hút lấy chiếc hộp gấm để trên ngai vàng. Hắn quay người rời đi, trong ánh sáng màu bạc lập lòe, lúc này chỗ máu tươi bắn tung tóe kia mới rơi xuống ào ào như mưa bão. Bên ngoài cung điện dưới lòng đất, đám võ giả nửa bước tinh quân dưới trướng Hoàng Dung vừa mới chạy ra ngoài không lâu, còn chưa kịp thở dốc. Đã nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân sột soạt, nét mặt mấy người lập tức thay đổi, nhanh thế. Chẳng lẽ công tử Táng Hoa thua rồi? Cảnh giới tinh quân có 3 mức lớn, chia ra là cảnh giới tinh nguyên, cảnh giới tinh hà, với lại cảnh giới tinh tượng. Tuy rằng Hoàng Dung kia chỉ mới ở cảnh giới tinh nguyên đỉnh phong, nhưng thủ đoạn cực đoan. Rất nhiều cường giả ở cảnh giới tinh hà đều chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Nhất là giờ còn đang ở sào huyệt của hắn ta, khó mà bảo đảm chuyện hắn ta vẫn còn vài con át chủ bài mà bọn họ không biết. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt mấy người lập tức xấu đi, bọn họ vừa mới phản bội Hoàng Dung. Đối phương giết công tử Táng Hoa xong, chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, nghĩ đến những thủ đoạn của đối phương, ai nấy đều nhún cả chân, hoảng sợ không thôi. Bộp bộp. Một loạt âm thanh vang lên, mấy người đấy thân bất do kỷ, sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất. Một cơn gió thổi qua đỉnh đầu mấy người họ, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thì cực kỳ hoảng sợ, nuốt lại những lời định nói xuống bụng. Kia là công tử Táng Hoa. Dưới bóng đêm, Lâm Nhất đeo chiếc mặt nạ màu bạc, mái tóc màu bạc để xõa như thác nước.
hắn ngự phong mà đi, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, hắn càng bay càng cao, giống như đang tản bộ trên mây vậy. Cái phong thái đó làm cho người ta cực kỳ rung động, in sâu vào đầu những người này, không thể nào quên. Đột nhiên, mấy người tỉnh táo lại. Công tử Táng Hoa chưa chết, vậy người chết chính là Hoàng Dung rồi. Cái này cũng nhanh quá à, hầu như chỉ sau vài hơi thở đã giết chết Hoàng Dung rồi. Một khúc ca buồn, tìm chi âm ở chân trời nào. Công tử Táng Hoa này, quả nhiên danh bất hư truyền. May mà chạy nhanh. Chỗ này không thể ở thêm được nữa, đi nhanh lên. Mấy người đứng dậy, hoảng hốt sợ hãi, mặt mũi tái nhợt, cả đám chỉ hận không thể có thêm mấy cái chân, rồi nhanh chóng rời khỏi cái mảnh đất thị phi này. Một lúc sau, các phụ nữ trong cung điện dưới lòng đất cũng chạy ra ngoài, nhìn mặt trăng trên bầu trời xa xôi, bọn họ thất thần suy nghĩ. Hai canh giờ sau, trên một hòn đảo khác gần đó. Trong màn đêm có đống lửa đang cháy rực, Lâm Nhất, Tiểu Băng Phượng và Tiểu Tặc Miêu yên lặng ngồi bên đống lửa. Lạc cô nương nói đúng thật. Lâm Nhất gỡ cái mặt nạ đang đeo xuống, nhìn Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu trong tay, hắn khẽ lẩm bẩm, dùng tiêu ngự kiếm, chính là phát huy ưu thế của mình đến cực hạn. Ý cảnh trong tiêu âm càng mạnh, uy lực mà kiếm ý phát ra sẽ càng khủng bố. Có rất nhiều chỗ huyền diệu mà kiếm pháp không thể phát huy ra được, nó giải quyết được chỗ bất lợi ở phương diện tu vi. Nếu đánh trực diện với Hoàng Dung, thì hiện giờ Lâm Nhất dựa vào tu vi ở thiên phách thất trọng cảnh cùng với 42 đóa hoa tinh ma được trồng trong thất đại khí hải, cộng với phù vân cửu kiếm. Xác suất cao là cũng có thể giành chiến thắng, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, nếu đối phương mà muốn chạy thì chưa chắc đã giữ lại được. Nhưng thủ đoạn này cũng không phải là không có tai hại. Một tháng nay, Lâm Nhất toàn dùng tiêu ngự kiếm, trong đó cũng từng gặp phải vài tình thế nguy hiểm, nếu đối phương tìm được sơ hở trong ý cảnh tiêu âm. Rồi phá hủy bằng kỹ năng vũ lực, thì Lâm Nhất sẽ bị cắn trả, tinh thần sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Nếu đối phương có tu vi cao sâu, hoặc là nếu đối phương có bảo bối gì đó có thể chống lại thế công của tiêu âm, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ví dụ như Hoàng Dung vừa nãy, nếu hắn đi ra một bước cuối cùng, thì đã đánh được đến trước mặt Lâm Nhất. Thế thì hắn sẽ không thổi tiêu được nữa và phải nhanh chóng nghênh địch. Tiếc là hắn ta chưa ra được bước cuối cùng, bằng việc thổi Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, ý cảnh cuối cùng của kiếm pháp lôi âm với sự thêm vào của kiếm ý thông thiên đã trực tiếp chém đối phương thành hai nửa. Hừ, rõ ràng đó là chiêu bổn đế dạy ngươi, ngươi lại đi cảm ơn dã nữ nhân kia. Vừa nãy nếu không có bổn đế nói cho ngươi biết sơ hở của trận pháp ở cung điện dưới lòng đất, thì ngươi chẳng giết được Hoàng Dung một cách dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Băng Phượng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ rất là bất mãn. Đương nhiên rồi, ta còn phải cảm ơn Tiểu Băng Phượng nữa. Lâm Nhất vội vàng quay sang nhìn Tiểu Băng Phượng, sau đó mỉm cười nói. Tiểu Băng Phượng sụ mặt nói, bổn đế rất tức giận, bây giờ ta không muốn để ý đến ngươi. Cái này cũng không cần à. Lâm Nhất ngắm cái hộp báu trong tay, cười nhẹ nói. Cái đấy của ta. Tiểu Băng Phượng lập tức thấy sốt ruột, cái miệng nhỏ chề ra, rồi nhào qua như con mèo. Bốp! Lâm Nhất mỉm cười, rụt cái hộp về, nàng ta nhào vào khoảng không rồi ngã nhào. Của ngươi này! Thấy nàng ta xoa đầu bò dậy, Lâm Nhất lại đưa cái hộp ra, sau đó nháy mắt cười nói. Hừ! Tiểu Băng Phượng cầm lấy cái hộp, sau khi mở ra, hai mắt phát sáng luôn. Trong hộp có một gốc tử diệm kim liên, gốc tử diệm kim liên này rất đặc biệt. Tâm sen của nó nhiễm một ít máu. Nhưng máu này không có mùa tanh, trái lại còn có một tia khí tức giống của thánh linh, khiến cho gốc tử diệm kim liên này càng thêm thần thánh hơn. Lâm Nhất nhìn qua, gốc tử diệm kim liên này mạnh hơn nhiều so với cái gốc mà hắn từng giành giật ở huyền hoàng giới. Nhất là cái luồng máu tươi quanh quẩn không tan, làm hắn cảm thấy rất đặc biệt, chắc đây là máu của thánh thú nào đó, và lại còn cực kỳ tinh khiết. Nếu tên Hoàng Dung kia ăn được, thì cho dù hắn ta có tư chất kém đi chăng nữa, cũng có thể thăng từ cảnh giới tinh nguyên lên cảnh giới tinh hà. Nhưng so với cửu diệp thánh quả của hắn thì tử diệm kim liên này còn kém xa. Tiểu Băng Phượng đẩy cái hộp lại, nàng ta thoải mái nói, cũng tạm được, năm xưa mỗi ngày bổn tôn đều ăn 10 gốc tiên thảo, thần dược chưa được một vạn năm tuổi, bổn tôn còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Gốc tử diệm kim liên này cũng tạm tạm, dính một chút máu của thủy thú nên làm cho dược tính tăng lên mấy lần. Thôi thì tạm lọt vào mắt bổn tôn. Tuy nàng ta nói như vậy, nhưng lại ôm chặt lấy cái hộp, cứ như thể Lâm Nhất sẽ giành với nàng ta vậy. Người đợi tạm ở đây một lát, không được chạy linh tinh. Lâm Nhất mỉm cười,
sau đó nhoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Đợi đến khi hắn quay lại, hắn mang về không ít con mồi, có yêu thú bị đánh chết, có các loại cá mà hắn bắt được ở trong hồ. Tiểu tặc Miêu nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức sáng lên, nó biết Lâm Nhất sắp bắt đầu nướng thịt rồi đây. Trước đây, lúc ở Huyền Hoàng giới, Lâm Nhất từng nướng thịt yêu thú, ngon tuyệt luôn. Tiểu tặc Miêu nhìn một lúc, nước miếng sắp chảy ra rồi. Tiểu Băng Phượng, đi nhặt ít củi đi. Lâm Nhất lấy con dao ra cắt thịt yêu thú một cách thành thục, rồi tùy ý phân phó. Tiểu Băng Phượng bĩu môi, nói, Tiểu Hắc Hắc, đi nhặt ít củi về đây. Tiểu tặc Miêu ngoan ngoãn nghe lời, một lát sau tiểu tặc Miêu đã ôm rất nhiều cành cây khô về, Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn thì thấy buồn cười, cô nhóc này giỏi sai bảo thật đấy. Hắn nói ngay, người cũng đi đi. Bổn đến còn lâu mới đi. Không đi thì lát nữa không được ăn. Hừ, bổn đế không bao giờ ăn thịt nướng, bổn đế ăn chay, năm xưa nước mà bổn đế uống là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, rượu ngon tuyệt thế, đồ ta ăn là tiên thảo, món ăn hàng bữa của ta là thần dược vạn năm. Tiểu Băng Phượng liếc mắt nhìn Lâm Nhất, khinh thường nói. Vậy ngươi phải nhớ kỹ những gì mình nói đấy nhé. Lâm Nhất mặc kệ nàng ta, tiếp tục sơ chế yêu thú, một lát sau hắn đã cắt mấy khối thịt mềm nhất của yêu thú xuống, mấy con cá cũng được làm sạch. Sau đó hắn lấy gia vị trong túi trữ vật ra, rồi nướng thịt trên lửa. Hắn có kỹ năng nướng thịt tuyệt vời, lâu rồi chưa động mà làm vào vẫn dễ như trở bàn tay. Đợi sau khi miếng thịt chảy mỡ ra, Lâm Nhất dùng dao cứa mấy đường nhỏ bên ngoài miếng thịt, sau đó rắc các loại gia vị vào. Lúc quay thịt nướng, tiếng mỡ nổ xì xèo, mùi thịt thơm phức ra bay. Kết hợp với gia vị cay thơm, một mùi thơm không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong không khí. Tiểu Băng Phượng lén liếc qua, sau đó không kìm được mà nuốt nước miếng, cảm giác bụng kêu ục ục. Lâm Nhất quét một lớp dầu, rồi lại quẹt tương ớt lên, lần này hắn dùng Tử Diên Thánh Hỏa. Cho ngọn lửa thẩm thấu vào sâu miếng thịt, nhưng thuộc tính băng hàn của Tử Diên Thánh Hỏa lại làm cho mặt ngoài không bị nướng khét. Chỉ chốc lát, thịt nướng ngấm gia vị tỏa ra mùi thơm phức, cả miếng thịt ánh lên màu vàng rụm. Hoa văn ở phần vỏ làm nó trông cực kỳ đẹp mắt. Tên khốn này lại đi dùng Tử Diên Thánh Hỏa để nướng thịt. Tiểu Băng Phượng nghĩ mà tức trong lòng, nhưng mà thơm quá. Nàng ta nhìn với ánh mắt mong mỏi, đôi mắt xinh đẹp lông lanh ngập nước như trải lên một tầng sương mù, hàng mi dài đang rung rung. Lâm Nhất cắt một miếng thịt to đưa cho tiểu tặc Miêu đã chảy nước miếng từ lâu, tiểu tặc Miêu cắn một miếng ăn liền thấy thoải mái đến mức đôi mắt gian xảo híp lại thành một đường. Này, cho ngươi này. Lâm Nhất tự xé một miếng thịt cho mình, sau đó đưa phần còn lại cho Tiểu Băng Phượng. Hừ, bổn tôn không ăn thịt. Tiểu Băng Phượng quay mặt đi, quật cường nói. Ục 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 ục. Nhưng cái bụng của nàng ta lại không chịu thua kém mà kêu ục ục, khuôn mặt lộ ra ánh mắt mong mỏi lén nhìn miếng thịt mà Lâm Nhất đưa. Ăn đi, bụng kêu lên rồi kìa. Lâm Nhất cười, rồi dúi miếng thịt cho Tiểu Băng Phượng. Tiểu Băng Phượng thản nhiên nói, nếu ngươi đã cố ép như vậy, bổn tôn sẽ cố mà ăn chỗ thịt này, nhưng bổn tôn thề với tôn nghiêm của thần tộc Phượng Hoàng, ta tuyệt đối không ăn miếng thứ hai. Nói xong, nàng ta liền cắn một miếng. Thịt được nướng bằng Tử Diên Thánh Hỏa thì bên ngoài sẽ không nóng, nhưng vỏ lại vừa giòn vừa vàng rụm. Vị ngon hoàn hảo, từng miếng thịt đều được ngấm đều gia vị. Sau khi ăn xong một miếng, độ nóng cùng với mùi thịt thơm tỏa ra trong khoang miệng một cách hoàn mỹ. Nhai kỹ vài lần, thịt sẽ trôi xuống bụng. Nhưng mùi thơm thì vẫn thoang thoảng trong khoang miệng, dụ dỗ người ta ăn tiếp. Tiểu Băng Phượng ăn hết miếng này đến miếng khác, ăn mà mặt mày hớn hở, một lát sau miệng dính đầy dầu mỡ. Nàng ta cười hì hì nhìn Lâm Nhất, rồi phấn khích nói, Lâm Nhất, thịt thơm quá. Sau này thịt ngươi nướng chỉ được cho bổn tôn ăn thôi, ngon quá đi mất. Lời thề lấy tôn nghiêm của thần tộc Phượng Hoàng thề tuyệt đối không ăn miếng thứ hai, nhoáng cái đã bị ném lên 9 tầng mây. Lâm Nhất cười. Hắn không lạ với chuyện này. Xưa nay, ba sở thích lớn của đại đế là nói phét, vả mặt và đỏm dáng. Nói phét thì không cần kể nữa, vả mặt ấy mà thì cũng không phải vả mặt người khác, toàn tự vả, một ngày không tự vả thì không thoải mái. Đẹp thì đẹp thật, bào thai của tuyệt thế mỹ nhân mà, nhưng tự luyến lắm. Cho dù có tức giận cỡ nào, chỉ cần khen nàng ta đẹp, thì lại cười tít mắt ngay. Ăn xong thịt nướng, lại ăn cá nướng. Đại đế ăn chưa chán. Lại bảo Lâm Nhất lấy một cái nồi ra luộc Tử Diệm Kim Liên, tiện thể cho thêm con cá vào làm canh cá. Hai người và một mèo ăn canh cá, Tử Diệm Kim Liên đã bị ăn mất như thế.
Nếu Hoàng Dung ở dưới suối vàng mà biết Tử Diệm Kim Liên mình mất công đợi mấy năm trời bị mấy tên khốn này làm thành rau nấu canh cá ăn, phỏng chừng còn bị tức chết thêm lần nữa. Tiểu Băng Phượng ăn no uống đủ, nàng ta phấn khởi lắm, nàng ta bế tiểu Tặc Miêu lên định chạy ra ngoài. Lâm Nhất vội vàng gọi nàng ta lại, sau khi lau sạch dầu mỡ dính trên miệng nàng ta thì mới để nàng ta đi. Lau miệng cho nàng ta, con nhóc này còn không vui, phẩy phẩy cánh tay bảo nàng ta muốn bay. Vừa bỏ tay ra một cái, nàng ta đã chạy ù ra ngoài. Lâm Nhất cười, sau đó hắn lấy quyển trục ra, trong này chỉ còn một cái tên cuối cùng. Và cũng là tên tà tu khó đối phó nhất, Bôn Lôi Ma Kiếm Lãnh Ngạo Hàn, tu vi của tên đó ở tinh hà cảnh đại thành. Nửa năm trước từng giao đấu với Diệp Tử Lăng, tuy thua nhưng rút lui an toàn. Nửa năm trước, Diệp Tử Lăng cũng có kiếm ý thông thiên, tuy bảo lúc đó vẫn chưa có chút thành tựu. Nhưng đánh với người cùng cảnh giới lẽ ra phải vô địch mới đúng. Thế mà vẫn để người này chạy mất, có thể thấy người đó mạnh cỡ nào, bọn như Hoàng Dung không thể so được. Bây giờ đã qua nửa năm, e là thực lực của tên đó còn đáng sợ hơn. Trên quyển trục, chỉ còn lại cái tên cuối cùng Bôn Lôi Ma Kiếm Lãnh Ngạo Hàn. Trong số các tà tu ở Phủ Thương Huyền, người này có cá tính khá mạnh, không giống như những tà tu khác luôn thận trọng, kín đáo. Hắn ta rất phô trương. Thậm chí có thể nói là khoe khoang. Đúng như cái tên, chữ ngạo hoàn toàn thể hiện rõ tính cách của hắn ta. Mỗi lần ra tay, hắn ta đều gửi chiến thiếp, rầm rộ thông báo cho đối phương biết mình sẽ đến vào lúc nào để lấy đi thứ mình muốn. Không hề e sợ đối phương tìm người mai phục, dẫn đến các đệ tử thân truyền của tông môn. Điều đáng sợ nhất ở tên này là hắn ta không chỉ không sợ đối phương mai phục, mà còn cố ý dụ dỗ các đệ tử thân truyền của tông môn đến. Rồi giết ngược lại những kẻ đang muốn nổi danh như bọn họ. Dù sao thì xuất thân của các đệ tử thân truyền của tông môn cũng phong phú hơn người khác rất nhiều, tùy tiện cướp bóc vài tên là đã có một khoản tài nguyên tu luyện lớn. Đây là một kế sách cực kỳ hung hiểm, có thể nói là dương mưu, hơi bất cẩn một chút là tự hại mình. Sao, dương mưu là mưu kế của người quân tử, người khác biết đấy là mưu nhưng vẫn phải thuận theo hoặc không thể chống trả. Nhưng mỗi lần hắn ta đều có thể toàn thân trở ra. Số đệ tử thân truyền chết dưới tay hắn ta ngày càng tăng, khiến uy danh hung hãn của hắn ta trong Phủ Thương Huyền ngày càng đáng sợ. Nửa năm trước, một gia tộc trực thuộc Phù Vân Kiếm Tông nhận được chiến thiếp, mời Diệp Tử Lăng đến trấn thủ. Nhưng kết quả là Phù Vân Kiếm Tông không những mất mấy đệ tử thân truyền, tên này còn thoát khỏi tay Diệp Tử Lăng, gây tổn hại lớn đến uy tín của Kiếm Tông. Với Diệp Tử Lăng mà nói, đây cũng là một thất bại nặng nề. Dù sao lúc đó nàng ta vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý thông thiên, đang ở thời kỳ khí phách hào hoa phong nhã, bị đánh một đòn cảnh tỉnh không nhẹ. Tên này phách lối như vậy, chẳng lẽ có ẩn giấu thực lực gì sao? Ngay cả kiếm ý thông thiên cũng không thể nhốt được hắn. Lâm Nhất suy nghĩ về những tin tức liên quan đến hắn ta, mạch suy nghĩ nhanh như điện. Người này rất bất thường, khác hẳn với các tà tu mà hắn từng giết trước đây, việc bất thường tất có yêu quái. Một cửa này, e rằng không dễ vượt qua. Cất quyển trục đi, Lâm Nhất không vội vàng lên đường. Hắn khác với Tiểu Băng Phượng và con mèo ngốc, hai vị này uống xong canh cá, ăn xong kim liên tử diễm, tùy tiện chơi đùa một lúc là có thể tiêu hóa tốt. Hắn không thoải mái như vậy, dù sao một cây kim liên tử diễm này cũng là linh dược cực phẩm ngàn năm, tim sen còn nhuốm máu thủy thú, vô cùng phi phàm. Lâm Nhất ngồi xếp bằng, vận chuyển Phù Vân kiếm quyết. Luyện hóa dược lực kim liên tử diễm còn sót lại trong cơ thể. Ào! Trong bảy đại khí hải, sáu đóa hoa tinh ma từ từ nở rộ, dưới ngọn lửa thiêu đốt, dược lực của kim liên tử diễm liên tục tuôn vào trong đó. Chân nguyên cuồn cuộn, kích động không ngừng trong cơ thể, tu vi của Lâm Nhất tăng tiến với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Ba ngày sau, Lâm Nhất mở mắt ra, tinh quang lóe lên trong đôi mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này tu vi đã đột phá đến thiên phách cảnh tầng 7 đại thành, tốc độ tăng tiến tu vi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhất. Hắn đến từ hạ giới, tiềm lực thân thể vẫn còn nhiều chỗ chưa được khai quật. Sau khi dùng thiên tài địa bảo, tu vi lập tức từ tiểu thành bạo tăng đến đại thành. Thực tế, nếu Lâm Nhất muốn, lúc này tiếp tục luyện hóa đan tinh thần, một hơi trực tiếp phá vỡ cảnh giới tinh quân, thăng cấp đến cảnh giới tinh nguyên, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Tích lũy của hắn trên con đường thông thiên sớm đã đủ rồi, chỉ là chuyện thuận lý thành chương mà thôi. Nhưng như vậy không có ý nghĩa gì, thứ hắn theo đuổi là thiên phách vô thượng cực cảnh, là thất hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết. Chỉ có như vậy, mới có thể tranh phong với những thiên kiêu đỉnh cấp nhất ở đại thế giới này,
mới có thể bù đắp khoảng cách về căn cơ giữa hắn và những thiên kiêu yêu nghiệt kia. Nên đến đảo Lưu Quang rồi. Lâm Nhất khẽ tự nói, tình báo trên quyển trục cho thấy, nơi Bôn Lôi Ma Kiếm xuất hiện lần tới chính là đảo Lưu Quang. Đảo Lưu Quang, hòn đảo lớn thứ hai ở biển Phù Vân, chỉ sau đảo Phù Vân. Trên hòn đảo này có rất nhiều thế gia địa phương, nhiều thế hệ của bọn họ đều bám rễ trên đảo, truyền thừa lâu đời, mỗi nhà đều tích lũy tài phú khá lớn. Trên cơ bản những thế gia địa phương này đều phụ thuộc vào tứ đại tông môn, mỗi năm đều cống nạp một lượng lớn tài nguyên. Bình thường những tà tu muốn nhòm ngó họ đều phải cân nhắc kỹ. Tài nguyên mà các thế gia địa phương này cống nạp rất lớn, tứ đại tông môn đều coi trọng, sẽ không để mặc cho tà tu cướp bóc. Trên đảo Lưu Quang, thế gia địa phương lớn nhất chính là Khâu gia. Thực lực của Khâu gia này cũng khá mạnh. Ngoài tộc trưởng có tu vi tinh hà cảnh, còn có mấy vị tộc lão có tu vi tinh nguyên cảnh. Cộng thêm các khách khanh tinh quân mà Khâu gia mời đến. Có thể nói tà tu bình thường căn bản không dám trêu chọc. Nhưng Bôn Lôi Ma Kiếm hiển nhiên không phải tà tu tầm thường. Nửa tháng trước, hắn ta gửi chiến thiếp cho Khâu gia, yêu cầu thị tộc Khâu Sơn chuẩn bị 8.000 viên đan tinh thần, nếu không sẽ tắm máu cả thị tộc Khâu Sơn. 8.000 viên đan tinh thần với Khâu gia mà nói, dọn trống hết cả gia tộc cũng chưa chắc lấy ra được. Cho dù thật sự lấy ra được, cả gia tộc e rằng cũng bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, trong vòng trăm năm không thể hồi phục. Lúc này đại sảnh của Khâu gia vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử thân truyền từ các tông môn lớn của Phủ Thương Huyền tụ tập ở đây. Ngoài đệ tử thân truyền của tứ đại tông môn, còn có không ít thế lực tông môn hơi yếu hơn nghe tin kéo đến. Trong đó có người là vì tiền thưởng của Khâu gia. Lần này Khâu gia lấy ra tiền thưởng lên tới gần 1.000 viên đan tinh thần. Có thể coi là chi khá mạnh, nhiều hơn cả quà tặng vào tông môn của đệ tử thân truyền, đủ để khiến lòng người dao động. Nhưng phần lớn là vì Bôn Lôi Ma Kiếm mà đến. Tên này có uy danh hung hãn trong Phủ Thương Huyền, có thể nói chỉ sau các tà tu trên quân bảng. Một khi đánh bại hắn ta, lập tức sẽ chấn động cả Phủ Thương Huyền. Không chỉ có thể tăng uy danh cho tông môn, nhận được ban thưởng của tông môn, mà còn có thể tích lũy được danh vọng rất lớn cho bản thân. Phần lớn các đệ tử thân truyền chết dưới tay Bôn Lôi Ma Kiếm đều là hạng người này, nhưng vẫn không ngăn được người ta liên tục kéo đến chịu chết. Luôn cảm thấy mình là người được trời chọn, người khác không làm được, mình nhất định có thể. Bôn Lôi Ma Kiếm lợi dụng chính tâm lý này của các đệ tử thân truyền, gần như lần nào cũng đắc thủ. Trong đại sảnh có người quen, thần sắc kiêu ngạo giữa chân mày, tự cao tự đại, đều không có thái độ tốt với các đệ tử ngoài tứ đại tông môn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, không hề che giấu. Không cần nói nhiều, mấy người này đương nhiên là đệ tử thân truyền của Huyền Vương Điện, Thanh Lôi Tự và Thiên Hạc Lâu. Ba tông môn lớn này cùng Phù Vân Kiếm Tông tạo thành tứ đại tông môn của Phủ Thương Huyền 36 quận, đứng trên tất cả các thế lực khác. Đệ tử thân truyền của các tông môn khác, tu vi không tầm thường, cơ bản đều có tu vi tinh hà cảnh. Nhưng trong mắt đệ tử của ba tông môn lớn này, họ lại không thèm liếc mắt, lười để ý. Trên mặt gia chủ Khâu gia Khâu Lăng Vũ lộ ý cười, đối xử công bằng với tất cả các đệ tử, không dám coi thường. Lần này Khâu gia coi như gặp đại nạn, bị Bôn Lôi Ma Kiếm nhắm vào, bất kể có thể chống đỡ được kiếp nạn này hay không, đều sẽ chịu tổn thất lớn. Lần này Khâu gia gặp đại nạn, cảm tạ chư vị anh hùng hào kiệt đến trợ chiến. Gia chủ Khâu gia chắp tay cười nói với mọi người, có nhiều nhân tài tuấn kiệt đến giúp như vậy, ta thấy tên Bôn Lôi Ma Kiếm kia, hai ngày nữa chưa chắc dám đến. Ha ha! Lời của gia chủ Khâu gia vừa dứt, tiếng cười chói tai đã vang lên, âm dương quái khí cười nói, Khâu gia chủ nói đùa rồi. Nếu toàn là phế vật, đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng, còn chưa đủ cho Bôn Lôi Ma Kiếm giết. Người nói chuyện là Ngạn Đằng, đệ tử thân truyền của Huyền Vương Điện, tu vi đạt tới tinh hà cảnh đỉnh phong. Thân hình hắn ta cao lớn vạm vỡ, khí huyết trong người cuồn cuộn như lửa, giữa chân mày có vẻ uy phong của vương giả nhàn nhạt ẩn hiện. Nhìn là biết đã tu luyện Huyền Vương Quyết của Huyền Vương Điện đến mức rất cao thâm, khí phách vô song. Lời hắn ta nói rất chói tai. Đặc biệt là các đệ tử ngoài bốn tông môn lớn khi nghe vào tai, sắc mặt đều trở nên khá khó coi. Cũng quá ngông cuồng rồi, hoàn toàn không để họ vào mắt. Nhưng Huyền Vương Điện là tông môn mạnh nhất Phủ Thương Huyền, tên Ngạn Đằng này cũng không phải vô danh tiểu tốt, trong số các đệ tử thân truyền của Huyền Vương Điện, thực lực của hắn ta xếp hạng cũng khá cao. Huyền Vương Quyết của hắn ta nghe nói đã tu luyện tới tầng thứ 5, có thể khiến khí thế bản thân sánh ngang cao thủ tinh tướng cảnh. Tinh tướng cảnh là cảnh giới cuối cùng của tinh quân, có thể ngưng tụ tinh tướng. Một khi thăng cấp đến tinh tướng cảnh,
thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đạt tới mức cực kỳ khoa trương. Ngạn Đằng có thể chống lại cao thủ tinh tướng cảnh về khí thế, đương nhiên khí thế cao ngạo tăng vọt, điên cuồng vô biên. Ngạn thí chủ nói đúng. Một tên đại hán đầu chọc mặt dữ tợn cười nói, thực lực không đủ, đến lúc giao thủ với Bôn Lôi Ma kiếm, không chừng còn vướng tay vướng chân. Tên đầu chọc này nhìn là biết là đệ tử Thanh Lôi Tự. Thanh Lôi Tự không phải Phật môn chính tông, nửa tăng nửa tục. Trên người không có chút khí thế trang nghiêm của Phật môn, ngược lại hung tướng đầy mình, khiến người ta nhìn mà kinh hồn táng đảm. Pháp hiệu của hắn ta là Huyền Phi, ở Phủ Thương Huyền cũng coi như có danh tiếng, thực lực không tầm thường. Đặc biệt là tu vi thân thể, vượt trội toàn trường, không ai có thể chống lại. Đệ tử thân truyền của Thiên Hạc Lâu Lôi Lam thì cười lạnh một tiếng, các ngươi ở lại đây cũng được, nhưng đến lúc Bôn Lôi Ma kiếm chết rồi, đừng có ý tưởng gì khác, đừng hòng nghĩ tới bảo vật trên người hắn. Ba người này dường như đã câu thông với nhau từ trước khi đến, lần lượt bày tỏ thái độ. Giọng điệu ngạo mạn, ngay cả gia chủ Khâu gia cũng không để vào mắt, trên mặt của các đệ tử thân truyền tông môn khác đều lộ vẻ cực kỳ bất mãn, cũng quá đáng quá rồi. Chư vị, đừng so đo, chỉ cần Khâu gia vượt qua được cửa ải này, Khâu gia nguyện lấy ra 500 vạn đan tinh nguyên, thêm 500 viên đan tinh thần nữa. Gia chủ Khâu gia thấy sắc mặt của những người khác đầy giận dữ, sắp phẩy tay áo bỏ đi, nên vội vàng lên tiếng. Như vậy mới miễn cưỡng giữ được những người này lại. Chỉ là vô duyên vô cớ lại thêm 500 viên đan tinh thần, trong lòng gia chủ Khâu gia cực kỳ bực bội. Ba người Ngạn Đằng, Huyền Phi, Lôi Lam lại lười để ý, thần sắc vô cùng thờ ơ, ngoài Bôn Lôi Ma kiếm ra thì không quan tâm bất cứ thứ gì khác. Hừ, gần đây có công tử Táng Hoa nổi danh, chưa chắc đã không nhập cuộc náo nhiệt này. Bôn Lôi Ma kiếm rốt cuộc sẽ chết dưới tay ai, thật sự khó nói trước. Có đệ tử tông môn khác, toàn thân mặc áo xám, trên mặt lộ ý cười nói nhỏ. Lời này rõ ràng là nói cho ba người Ngạn Đằng nghe. Nghe nói công tử Táng Hoa này tiêu kiếm song tuyệt, nhưng chỉ thấy dùng tiêu âm khống chế địch, chưa ai thấy hắn rút kiếm, rất thần bí. Có tin đồn công tử Táng Hoa này có thể là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Những tà tu hắn giết đều có ân oán với Phù Vân Kiếm Tông. Lại có người lên tiếng. Đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông hình như không đến, biết đâu thật sự chính là công tử Táng Hoa. Một tháng gần đây, công tử Táng Hoa nổi danh quá nhanh, có người mở đầu, lập tức gây được sự chú ý của những người khác. Trong đại sảnh, gia chủ Khâu gia cũng động tâm. Một tháng nay công tử Táng Hoa bị người ta truyền tụng thần kỳ, nếu thật sự đến góp vui. Cơ hội Khâu gia vượt qua kiếp nạn này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hừ, Ngạn Đằng lạnh lùng nói, chỉ là tên giả thần giả quỷ thôi. Những tà tu hắn giết toàn chỉ có tu vi tinh nguyên cảnh. Tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không nhất định sẽ lột mặt nạ của hắn xuống, tát cho hắn mấy cái thật đau. Lâm Nhất Phủ Vân Kiếm Tông, phụng lệnh của trưởng giáo, đến đây trợ trận. Ngay khi lời Ngạn Đằng vừa dứt, bên ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói trong trẻo. Phù Vân Kiếm Tông. Mọi người lập tức sáng mắt lên, vội vàng nhìn theo tiếng nói, trên mặt lộ vẻ cực kỳ tò mò. Lâm Nhất Phù Vân Kiếm Tông, phụng lệnh trưởng giáo đến trợ trận. Các đệ tử tông phái trong đại sảnh vừa đang bàn luận về sự tích của công tử Táng Hoa, Lâm Nhất đến đúng lúc, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Người đến không phải là công tử Táng Hoa đấy chứ. Ngay cả gia chủ Khâu gia ngồi ở giữa cũng sáng mắt lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng và mong đợi. Theo suy đoán của mọi người, công tử Táng Hoa rất có thể là người của Phù Vân Kiếm Tông, thậm chí là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Ngạn Đằng Huyền Vương Điện, Lôi Lam Thiên Hạc Lâu, Huyền Phi Thanh Lôi Tự, ba người này đều nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sắc bén nhàn nhạt. Đừng thấy họ vừa nãy không để ý lắm, nhưng trong lòng tràn ngập địch ý đối với công tử Táng Hoa này. Đệ tử tông phái, ngoài tu luyện ra, điều quan trọng nhất là thanh danh. Nhưng công tử Táng Hoa này chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã nổi danh, tài năng hừng hực đè ép cả những đệ tử thân truyền lâu năm như bọn họ xuống. Sau đó còn có đủ loại truyền thuyết thật giả, truyền tụng thần kỳ. Thậm chí có tin đồn nói ngay cả những nhân vật kiệt xuất trên bảng tinh quân cũng chưa chắc là đối thủ của công tử Táng Hoa. Có thể nói là ca ngợi cực kỳ cao, dù thật hay giả, đám người Ngạn Đằng nghe thấy đều cực kỳ chói tai. Vì vậy, ánh mắt họ hơi ngưng lại, tất cả đều nhìn ra cửa. Xem người của Phù Vân Kiếm Tông đến rốt cuộc là ai? Thình thịch, tiếng bước chân vang lên, không bao lâu sau, Lâm Nhất đã xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thân mặc đồ màu xanh,
sau lưng đeo hộp kiếm, dung nhan tuấn mỹ, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Đặc biệt là dấu ấn màu tím giữa chân mày, khiến khí chất của Lâm Nhất trở nên cực kỳ nổi bật, tựa như yêu tiên độc hành. Đây là... Tất cả đều sững sờ, hiển nhiên đều bị khí chất và phong thái của Lâm Nhất làm cho kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ vẻ cổ quái, trên mặt hiện nụ cười khinh thường. Thiên phách tầng 7. Người này chỉ có tu vi thiên phách tầng 7, có thể cảm nhận rõ ràng chân nguyên của hắn hùng hậu mạnh mẽ. Khí tức cực kỳ cường đại, e rằng là vô địch trong cùng cảnh giới, tiềm lực phi phàm. Nhưng tu vi lại là thật, thiên phách tầng 7 không giả được, bất cứ ai liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Các đệ tử thân truyền có mặt ở đây, cho dù là những tông môn hơi yếu hơn một chút, đệ tử đến đây cũng có tu vi tinh hà cảnh. Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, có thể nói là hoàn toàn không ăn khớp, khá là nổi bật. Thấy đại sảnh tụ tập toàn nhân vật kiệt xuất, Lâm Nhất cũng hơi nhíu mày, người đến hơi nhiều. Chẳng lẽ những đệ tử thân truyền mà Bôn Lôi Ma kiếm giết đều là giả sao? Cũng đúng, Lâm Nhất nghĩ lại thì cũng hiểu ra, nếu người đến toàn những kẻ tầm thường, có lẽ sẽ không đến nhiều người như vậy, đông nghịt một sảnh, nhiều người vẫn còn phải đứng. Uy danh của Bôn Lôi Ma kiếm càng lớn, người muốn giết hắn ta để nổi danh cũng càng nhiều. Trong mắt gia chủ Khâu gia lóe lên tia thất vọng khó nhận ra, nhưng ông ta vẫn giữ lễ, cười nói, đệ tử Phù Vân kiếm tông cũng đến rồi, tứ đại tông môn của Phủ Thương Huyền coi như đã tề tựu, Lâm công tử mời ngồi. Lâm Nhất đáp lễ, đang định tiến lên, một giọng nói chói tai vang lên. Ngồi, ngồi cái gì mà ngồi? Trong mắt Ngạn Đằng lóe lên tia hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi cũng có mặt mũi ngồi sao? Ngươi nhìn xem chỗ này, có vị trí nào cho ngươi ngồi không? Bao nhiêu đệ tử thân truyền có tu vi tinh hà cảnh đều ngoan ngoãn đứng cả, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà ngồi? Lời vừa nói ra, lập tức khiến không khí trong đại sảnh trở nên căng thẳng. Ai cũng biết Huyền Vương Điện và Phù Vân Kiếm Tông có quan hệ cực kỳ không tốt, nhưng không ngờ lại gay gắt đến mức này, như nước với lửa. Huyền phi của Thanh Lôi tự cười lạnh, gia chủ Khâu gia cho ngươi mặt mũi này chỉ là lễ nghi, là khách khí, một tên thiên phách nhỏ bé như ngươi đừng tưởng mình có mặt mũi đó. Lôi Lam của Thiên Hạc Lâu nâng chén trà lên, nở nụ cười âm dương quái khí, chậc chậc, trước đó có mấy tên phế vật đến cũng thôi đi, giờ cả con mèo con chó còn chưa tới tinh quân cũng đến góp vui. Thật sự coi giao thủ với Bôn Lôi Ma kiếm là trò chơi trẻ con à. Lâm Nhất hơi nhíu mày, có chút bất ngờ, sát ý của ba người này đối với mình dường như rất lớn. Đặc biệt là người mở miệng đầu tiên, sắc mặt hắn hơi biến đổi, bình tĩnh nói, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Huyền Vương Điện, Ngạn Đằng. Ngạn Đằng lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức tinh hà cảnh đỉnh phong viên mãn trên người bộc phát ra một cỗ uy áp. Thanh Lôi Tự, Huyền Phi. Thiên Hạc Lâu, Lôi Lam. Khóe miệng Huyền Phi và Lôi Lam nhếch lên cười, âm dương quái khí nhìn Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ trêu đùa nghiền ngẫm. Bọn họ đương nhiên nhìn ra, thiên phú của Lâm Nhất này chắc là rất đáng sợ, có lẽ là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Khí tức trên người hắn, không phải thiên phách tầng 7 bình thường có thể so sánh, thậm chí không kém tinh nguyên cảnh thông thường. Phù Vân kiếm tông phái hắn đến, có lẽ chỉ là để rèn luyện, không thật sự hy vọng hắn giết được Bôn Lôi Ma kiếm. Nhưng đã có ba người bọn họ ở đây, Phù Vân kiếm tông đừng có ý nghĩ đó. Tên nhóc này dù có là thiên tài đến đâu, hôm nay cũng đừng hòng có kết quả tốt. Những người khác đều im lặng, không dám lên tiếng, tình huống trước mắt rõ ràng là không ổn. Nhìn là biết đây là ân oán giữa tứ tông, năm xưa Phù Vân kiếm tông là đệ nhất tông môn của Phủ Thương Huyền, ba tông kia đều phải nhịn. Giờ Phù Vân kiếm tông suy yếu, đệ tử ba tông kia có thể nói là cực kỳ vô lễ đối với Phù Vân kiếm tông. Đặc biệt là Huyền Vương Điện, trăm kế nghìn phương đè ép Phù Vân kiếm tông, không muốn để nó khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh năm xưa. Hóa ra là các vị nhân tài kiệt xuất của Tam Tông. Lâm Nhất liếc nhìn ba người, trong lòng hiểu ra, hắn đã sớm biết quan hệ giữa Phù Vân kiếm tông và ba tông khác. Nơi này, xem ra không thể ở lại được. Gia chủ Khâu gia vội cười nói, Lâm công tử xin đừng hiểu lầm, Khâu gia tuyệt đối không có ý xem thường Phù Vân kiếm tông. Các vị có thể cho lão phu một chút mặt mũi, tạm gác chuyện hôm nay xuống, trước tiên cùng nhau đối phó Bôn Lôi Ma kiếm được không? Ngạn Đằng lạnh lùng cười, không khách khí chút nào, trước đó ta đã cho ngươi mặt mũi rồi, để mấy tên phế vật kia cũng ở lại đây. Nhưng giờ một tên kiến hôi thiên phách cảnh, còn không bằng phế vật mà ngươi cũng muốn giữ lại. Ngươi không cho Huyền Vương Điện ta mặt mũi à? Ngạn huynh nói hay lắm. Huyền Phi cười lớn,
lão già ngươi chỉ nghĩ làm sao không đắc tội cả đôi bên, trên đời nào có chuyện tốt đẹp như vậy. Hôm nay ngươi muốn giữ hắn lại, bọn ta sẽ đi. Đừng trách bọn ta không nể mặt ngươi, ngươi giữ cả mèo cả chó, hoàn toàn không coi Tam Tông bọn ta ra gì. Lôi Lam của Thiên Hạc Lâu thong thả nói, ta thấy Khâu gia này sắp suy rồi, khó trách bị Bôn Lôi Ma kiếm nhỏ ngó, ngay cả Kiến Hôi Thiên Phách cũng phải mời ngồi, đúng là trò cười. Ba người phách lối cuồng vọng, âm dương quái khí, nhân cơ hội sỉ nhục Lâm Nhất mà hạ thấp tất cả mọi người có mặt. Trong lòng mọi người tức giận không thôi, nhưng vẻ mặt vẫn bất lực, phần lớn đều không còn cách nào. Không nói Lôi Lam và Huyền Phi, chỉ riêng Ngạn Đằng thôi đã khiến họ cảm thấy đối phó không nổi. Nếu ba người này bỏ đi, chuyện đánh giết Bôn Lôi Ma kiếm căn bản không thể nói đến. Gia chủ Khâu gia sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, trên mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Lâm Nhất ấp úng, Lâm huynh. Ngươi xem sắp xếp như vậy được không, ngày khác ta sẽ tự mình đến Phủ Vân Kiếm Tông tạ lỗi. Lâm Nhất cười nói, không sao, ta vốn không thích làm khó người khác. Ta đến đây cũng chỉ là tuân mệnh mà thôi, gia chủ không cần khó xử, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trong lòng Lâm Nhất nghẹn một cục tức, nhưng cũng tạm nhịn xuống. Chó cắn ngươi một phát, ngươi đâu thể lao tới cắn lại nó một phát. Hoặc là động thủ, hoặc là im miệng, với kẻ không vừa mắt thì hắn chưa bao giờ phí lời. Đi! Ngạn Đằng đột nhiên đập mạnh xuống bàn, lập tức có tiếng vang như sấm nổ, dọa tất cả mọi người giật nảy mình. Âm thanh nặng nề đó khiến người ta kinh hồn táng đảm, lông tóc dựng đứng cả lên. Đệ tử các tông môn khác bị dọa đến mức mặt trắng bệch run rẩy. Chân cũng cảm thấy đứng không vững. Lâm Nhất nhíu mày, đây là muốn làm gì? Ngạn Đằng của Huyền Vương Điện vụt đứng dậy, mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, trên người tỏa ra sát ý nhàn nhạt. Cả đại sảnh Khâu gia đột nhiên lạnh đi, hàn ý kinh khủng xâm lấn bốn phương. Ngươi là thứ gì, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tưởng mình là Diệp Tử Lăng sao? Ta cho phép ngươi đi chưa? Ngạn Đằng quét mắt nhìn sang, trong mắt bắn ra hàn quang dọa người. Sự sắc bén của tinh hà cảnh xông tới không chút kiêng kỵ. Lâm Nhất có kiếm ý thông thiên đỉnh phong viên mãn, đương nhiên không sợ, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì à? Ngạn Đằng u ám mỉm cười, trầm giọng, nửa năm trước, tứ tông liên thủ đánh giết Bôn Lôi kiếm ma. Diệp Tử Lăng nhà ngươi oai phong lẫm liệt, dựa vào kiếm ý thông thiên, khinh thường bọn ta. Ta không phục, lại bị đại sư tỷ nhà ngươi dạy dỗ cho một trận. Lâm Nhất không tin chuyện này, tính cách Diệp Tử Lăng tuy cường thế, nhưng tuyệt đối không tùy tiện ra tay đánh người. Chỉ sợ tên này ăn nói vô lễ, không ngờ Diệp Tử Lăng đã nắm giữ kiếm ý thông thiên, bị dạy dỗ cho một trận, từ đó luôn canh cánh bất mãn trong lòng. Huyền phi của Thanh Lôi tự tiếp lời, hôm đó Diệp Tử Lăng oai phong lắm, ỷ vào kiếm ý thông thiên, điên cuồng vô biên. Đáng tiếc cuối cùng lại gây trò cười lớn, Bôn Lôi kiếm ma không những chạy thoát. Còn thuận tay giết mấy tên phế vật đệ tử thân truyền của Phù Vân Tông, ha ha, đúng là tát vào mặt. Nếu đại sư huynh ta ra tay, Bôn Lôi kiếm ma không qua nổi ba chiêu. Chuyện hắn ta nói cũng không sai, Bôn Lôi kiếm ma quả thật khiến Phù Vân kiếm tông tổn thất không nhỏ. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Lâm Nhất? Mấy người có ân oán với Diệp Tử Lăng thì cứ tìm nàng ta mà tính. Nhưng mà, Diệp Tử Lăng giờ đã có kiếm ý thông thiên đại thành. Sợ là ngay cả đệ tử thân truyền tinh tướng cảnh cũng không phải đối thủ của nàng ta. Ba người này dù có chút thủ đoạn, cũng tuyệt đối không dám phách lối trước mặt Diệp Tử Lăng. Vậy nên tính sổ lên đầu ta sao? Trong lòng Lâm Nhất dâng lên một tia lửa giận, đúng là thú vị, cái gọi là Tam Tông xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Tử Lăng hôm đó dạy ta 10 chiêu, ta cũng dạy ngươi 10 chiêu. Ta cũng không làm khó ngươi, ta chỉ dùng một nửa thực lực thôi. Nếu ngươi không muốn cũng được. Khóe miệng Ngạn Đằng nhếch lên vẻ trào phúng, âm trầm cười, quỳ xuống cầu xin tha thứ, dập đầu ba cái thật kêu, nói Phủ Vân kiếm tông toàn là phế vật, ngươi sẽ được đi. Ha ha ha, lời sỉ nhục này của hắn ta lập tức khiến các đệ tử ba tông phía sau cười ầm lên. Lâm Nhất, nếu ngươi không có gan thì mau quỳ xuống đi. Trong số các đệ tử thân truyền của Huyền Vương Điện, Ngạn sư huynh của chúng ta cũng là nhân vật có thể xếp hàng đầu, bắt ngươi quỳ xuống cũng không tính là làm nhục ngươi đâu. Hắn có gan gì chứ, mấy năm nay Phủ Vân kiếm tông chỉ nhờ mỗi một người phụ nữ chống đỡ thể diện, đàn ông chẳng phải toàn là đồ nhát gan sao. Nếu ta ở Phủ Vân kiếm tông, tuyệt đối không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Đám đệ tử Huyền Vương Điện đứng sau Ngạn Đằng ồ ạt cười lên một cách không hề kiêng kỵ, vẻ mặt có chút đắc ý.
Huyền Phi và Lôi Lam cầm chén trà, mỗi người cười mà không nói. Lâm Nhất này ở Phù Vân Kiếm Tông chắc chắn được coi là thiên tài, bình thường chắc kiêu ngạo lắm, chịu nhục nhã thế này không chừng sẽ phế luôn. Nếu không chịu nhục, sợ là chưa đến năm chiêu đã chết dưới tay Ngạn Đằng. Nhưng nếu một thiên tài như vậy mà thật sự nhát gan quỳ xuống, thì cũng là chuyện khá thú vị. Nghĩ đến đây, khóe miệng hai người không nhịn được lộ ra ý cười, tràn ngập vẻ trêu đùa. Trong nháy mắt, đại sảnh Khâu gia yên tĩnh đến mức đáng sợ. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Lâm Nhất, trong mắt đều lóe lên tia tiếc nuối. Người này có thể dùng tu vi thiên phách tầng 7 đến trợ trận, ở Phù Vân Kiếm Tông chắc chắn là thiên tài trong thiên tài, trình độ kiếm đạo sợ là cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, lại gặp phải Ngạn Đằng. Người này hoàn toàn không nói lý, hắn ta đã quyết tâm muốn làm nhục Lâm Nhất, thừa lúc hắn chưa đột phá tinh quân thì phế bỏ trước. Tâm tư độc ác của hắn ta khiến người ta rợn tóc gáy. Ta và ngươi không có thủ oán gì đúng không? Cần gì phải quá đáng vậy? Lâm Nhất kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Nếu không cần thiết, Lâm Nhất không muốn gây phiền phức với người khác, hắn cũng chỉ ở một năm ở Phủ Thương Huyền này mà thôi. Ân oán giữa Phủ Vân Kiếm Tông và các tông phái khác, Lâm Nhất không muốn xen vào. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đối phương dường như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Ngạn Đằng ta hành sự, cần gì ngươi dạy? Ngạn Đằng coi sự nhượng bộ của Lâm Nhất là sợ hãi, lạnh lùng cười nói, ta và ngươi đương nhiên không có thủ oán, ta cũng chỉ muốn dạy dỗ hậu bối một chút thôi. Ngươi không cho ta mặt mũi, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Huyền Phi cười lớn, Ngạn huynh, nói nhiều với hắn làm gì? Hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là ra tay qua lại vài chiêu. Đàn ông đừng nhát gan, Ngạn huynh đã nói rồi, hắn chỉ dùng một nửa thực lực thôi, chút dũng khí đó ngươi cũng không có sao. Một nửa thực lực. Các đệ tử tông môn khác xung quanh cười khổ trong lòng, đây đúng là quá vô liêm sỉ. Đã là tinh hà cảnh đỉnh phong rồi, một nửa thực lực ít nhất cũng là tinh nguyên cảnh. Lâm Nhất rõ ràng mới chỉ có thiên phách cảnh, thiên phách và tinh quân là cách nhau cả một đại cảnh giới, chân nguyên sẽ trải qua sự biến chất thay ra đổi thịt. Hoàn toàn không thể so sánh được, rõ ràng là đang bắt nạt người ta, vậy mà còn cười một cách không hề kiêng nể như vậy. Vậy thì xin được lĩnh giáo. Lâm Nhất ngẩng mắt nhìn đối phương, bình tĩnh nói. Về thực lực, Lâm Nhất kém đối phương rất nhiều, trừ phi lộ ra thân phận công tử táng hoa, nếu không rất khó tranh đấu với đối phương. Nhưng chỉ một nửa thực lực, chỉ dùng 10 chiêu, Lâm Nhất không có gì phải e sợ. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm Nhất lại đồng ý, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, không đồng ý cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ thật sự quỳ xuống cầu xin tha thứ, đường đường là kiếm khách. Thà gãy chứ không cong, sao có thể chịu được nỗi nhục này? Có gan đấy. Ngạn Đằng nhếch miệng cười, hai mắt lóe lên vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói là làm, ta chỉ dùng một nửa thực lực. Ngươi có thể đi qua 10 chiêu dưới tay ta sẽ không làm khó ngươi. Các đệ tử ba tông phía sau đều cười lạnh không thôi. Lâm Nhất này thật là tự chuốc lấy nhục, đừng nói Ngạn Đằng chỉ dùng một nửa thực lực, cho dù chỉ dùng 1/10 thực lực, Lâm Nhất cũng không thể chống đỡ qua 10 chiêu. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ngây thơ đến mức khiến người ta thấy buồn cười. Chiêu thứ nhất, thân hình Ngạn Đằng lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, thân pháp nhanh đến khó tin. Đến khi xuất hiện lại, hắn đã trực tiếp đến trước mặt Lâm Nhất, giơ tay lên là một cái tát, hướng về phía Lâm Nhất vung tới. Ầm ầm, nương theo bàn tay hạ xuống, có lôi điện và cuồng phong cùng lúc gào thét, tia chớp chói mắt còn phát ra tiếng lách tách trên không trung. Mọi người hít vào một hơi lạnh, đây đâu phải chỉ giáo, chiêu đầu tiên đã nhắm vào làm nhục Lâm Nhất. Vèo. Nhưng cũng không ngờ, ngay khi cái tát sắp giáng xuống, Lâm Nhất ra tay nhanh như tia chớp, trước bao nhiêu con mắt trực tiếp bắt lấy cổ tay đối phương. Ồ! Mọi người sững sờ, ồ ạt kinh hô, Lâm Nhất lại trực tiếp bắt được cổ tay Ngạn Đằng. Đây là trùng hợp sao? Dám chặn ta, muốn chết à? Gân xanh trên mặt Ngạn Đằng nổi lên, nổi giận đùng đùng. Cổ tay hắn ta như một con mãnh thú, mang theo uy thế sấm sét núi non, tiếp tục vung xuống. Lâm Nhất cũng không cứng đối cứng với hắn ta, buông tay rồi run lên, thân thể hơi lóe lên đã tránh sang một bên. Dưới quán tính khổng lồ, Ngạn Đằng trực tiếp ngã sấp xuống đất, khiến người xem thật không thể tin nổi. Hừ! Khi Ngạn Đằng sắp va chạm tiếp, hắn ta hung hăng vỗ xuống mặt đất, quay đầu quét mắt, khóa chặt bóng dáng Lâm Nhất, chiêu thứ hai đã chớp nhoáng phá không mà đến. Kim ô cửu biến. Lâm Nhất giẫm bước trục nhật thần quyết,
trên người có kim quang bừng tỏa, giữa vô số tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh được chiêu này của đối phương. Cạch, 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 từng đạo tàn ảnh bị Ngạn Đằng đánh nát, nhưng chân thân của Lâm Nhất, ngay cả góc áo hắn ta cũng không chạm được. Chớp mắt đã qua 7 chiêu, sát khí của Ngạn Đằng cao ngút trời, điên cuồng ra tay, nhưng đều không thể làm gì được Lâm Nhất. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không có, điều này khiến người ta kinh ngạc vô cùng, gây nên từng trận kinh hô. Ầm. Sắc mặt Ngạn Đằng hoàn toàn âm trầm, trong nháy mắt hắn ta bộc phát hoàn toàn uy áp võ đạo của bản thân, muốn dựa vào ưu thế tu vi khổng lồ trực tiếp khống chế Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất hoàn toàn không sao cả, kiếm ý thông thiên của hắn đã đạt đỉnh phong viên mãn, chỉ còn cách nửa bước là có thể đạt tới tứ phẩm. Cho dù cao thủ tinh tướng cảnh đến, cũng không thể nào khống chế được Lâm Nhất. Nhờ vào kim ô cửu biến, Lâm Nhất nhẹ nhàng tránh được thêm 2 chiêu nữa. Khốn kiếp! 10 chiêu ngay lập tức chỉ còn lại 1 chiêu, trong lòng Ngạn Đằng chửi thầm một tiếng, nửa thực lực còn lại đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, uy áp thuộc về tinh hà cảnh đỉnh phong viên mãn, điên cuồng bộc phát trên người hắn ta. Cả đại sảnh đều bị thanh uy của hắn ta bao phủ, khiến người ta kinh hãi vô cùng, vội vàng lùi lại phía sau. Bịch! Lâm Nhất không kịp đề phòng, bị một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy bước. Gắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên tia hàn quang, đệ tử Tam Tông chỉ có đức hạnh này thôi sao? 10 chiêu không xong, ngay cả lời nói trước mặt mọi người cũng không tính, trực tiếp trở mặt luôn, cũng đủ vô liêm sỉ đấy. Nhóc con, ngươi lừa ta à? Ta chỉ giáo ngươi 10 chiêu, không phải để ngươi trốn tránh đâu. Hôm nay, ta thật sự phải dạy dỗ ngươi một trận. Một trưởng đánh lui Lâm Nhất vẫn chưa hả giận, cảm thấy vừa rồi bị Lâm Nhất trêu cợt. Vèo. Nhưng ngay khi hắn ta lại muốn xông lên, một bóng đen chớp nhoáng lao tới, hai móng vuốt sắc bén hung hăng cào về phía Ngạn Đằng. Cẩn thận! Trong lòng Lâm Nhất giật mình, là con mèo ngốc lo lắng cho hắn nên ra tay, con mèo ngốc còn chưa đột phá tinh quân, dưới hình thái mèo chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Cái gì vậy? Ngạn Đằng còn chưa nhìn rõ, tinh nguyên hộ thể đã bị móng vuốt xé rách, trên mặt lập tức bị cào ra mấy vết thương, máu me đầm đìa. Con mèo chết tiệt, muốn chết à? Ngạn Đằng sờ vết máu trên mặt, sát khí trong mắt điên cuồng tuôn ra, không đợi con mèo ngốc lui đi đã trực tiếp lao tới. Ầm ầm, hắn ta quá nhanh, dưới cơn thịnh nộ đã tung ra một kích đỉnh phong, thúc đẩy huyền vương quyết đến cực hạn. Chưa đến một hơi thở đã đuổi kịp, Lâm Nhất vừa mới kêu lên, con mèo ngốc đã bị hắn ta đánh trúng bằng một chưởng. Bịch, giữa tiếng nổ kinh thiên động địa, con mèo ngốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mềm nhũn ngã xuống đất. Toàn thân xương cốt của nó, dưới một chưởng này đã vỡ vụn, đau đớn đến mức nằm bẹp dưới đất. Giãy giụa mấy lần, nhưng mãi không thể đứng dậy, nó rên rỉ kêu đau, toàn thân đều truyền đến cơn đau dữ dội. Trái tim Lâm Nhất trong nháy mắt trầm xuống. Ngạn huynh, huynh không sao chứ? Huyền Phi và Lôi Lam vốn đang đứng xem kịch vui, sắc mặt hơi biến, vội vàng đứng dậy lướt đến bên cạnh Ngạn Đằng. Mặt Ngạn Đằng bị thương, đây không phải chuyện nhỏ. Vết móng vuốt kia thậm chí còn xé rách cả chân nguyên hộ thể của hắn ta. Giết chết con mèo đó, nghiền xương thành tro. Mặt Ngạn Đằng đau rát, ánh mắt quét qua, nhìn về phía con mèo ngốc đang nằm dưới đất, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Giết! Hai người không nói nhảm, mỗi người ra tay, hướng về phía con mèo ngốc đang nằm dưới đất. Bịch! Nhưng ngay khi hai người sắp giết đến, Lâm Nhất phụt bay lên. Đột nhiên xoay người dùng hộp kiếm sau lưng chặn lại một kích khủng bố của hai người này. Bộp! Lâm Nhất hừ một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Lâm Nhất cắn răng, cố gắng nuốt ngụm máu tươi này xuống, cứng rắn chống đỡ một kích của đối phương. Dùng thân thể ngăn cản sát chiêu của hai người này thay con mèo ngốc. Chưa xong à! Trên mặt Ngạn Đằng lóe lên vẻ dữ tợn, lóe người lên, lại là một chưởng vỗ lên hộp kiếm Tử Diên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm, ba người này lại đồng thời ra tay với Lâm Nhất. Hộp kiếm Tử Diên thay Lâm Nhất ngăn cản phần lớn uy năng, nhưng khóe miệng của hắn vẫn phun ra máu tươi, quỳ một gối xuống đất, tay phải chống xuống mặt đất, không để bản thân ngã xuống. Con mèo ngốc rơi nước mắt, phát ra tiếng rên rỉ, Lâm Nhất cười cười, ra hiệu nó đừng khóc. Hộp kiếm Tử Diên đột nhiên bộc phát ra một mảng ánh sáng trắng. Tất cả hoa văn đều nở rộ, trong nháy mắt lập tức đánh bay ba người Ngạn Đằng ra ngoài. Lâm Nhất nhân cơ hội này, ôm con mèo ngốc vào lòng, lóe người đến cửa đại sảnh. Dừng tay! Sắc mặt gia chủ Khâu gia âm trầm,
Khi ba người Ngạn Đằng sắp đuổi theo, ông ta quát lên, mấy vị muốn đánh chết một vị đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông trước mặt lão phu sao? Ba người Ngạn Đằng sững lại, thần sắc khôi phục đôi chút. Mấy người không có ý định chém giết Lâm Nhất, chỉ là muốn ra tay dạy dỗ một trận, nhưng không những không dạy được, ngược lại còn bị đối phương trêu đùa một phen. Đặc biệt là Ngạn Đằng, mặt còn bị cào bị thương, có thể nói là mất hết thể diện. Trong lòng hắn ta tức giận, mới không màng thân phận nổi giận ra tay, muốn trực tiếp bắt Lâm Nhất. Nhưng hiện tại gia chủ Khâu gia đã lên tiếng, nếu còn ra tay, rõ ràng có chút không coi ai ra gì. Bọn ta chỉ là chơi đùa một chút, Khâu gia chủ đừng nói bậy. Ngạn Đằng cười cười, tùy ý nói. Mấy người vừa nói vừa cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, trở lại chỗ ngồi. Chơi đùa. Lâm Nhất lau sạch vết máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn ngập lửa giận khó che giấu, lạnh lùng nói, phong thái của đệ tử Tam Tông, Lâm Mỗ đã được mở rộng tầm mắt. Các ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với các ngươi một phen. Nói xong, không đợi mấy người này phản ứng, hắn ôm con mèo ngốc nhanh chóng rời đi. Nụ cười trên mặt ba người Ngạn Đằng lập tức thu lại, ngay lập tức trở nên âm trầm, tên này to gan thật. May mắn giữ được cái mạng, còn dám cuồng ngạo như vậy, lần sau gặp lại nhất định phải phế bỏ hắn mới được. Phủ đệ Khâu gia, cách đó trăm dặm. Trên mái hiên một tòa lầu cao, con mèo ngốc được Đồ Thiên Đại Đế ôm trong lòng, trong mắt tràn ngập vẻ đau lòng, lũ khốn kiếp này, lại làm tiểu hắc bị thương nặng như vậy, Lâm Nhất, sao ngươi không dạy dỗ chúng một trận? Lâm Nhất vô cảm nhẹ giọng, chó giữ dạy dỗ một trận là ngoan ngoãn sao? Vậy thì tiếp tục dạy dỗ, hung hăng dạy dỗ, dạy đến khi nào ngoan ngoãn mới thôi. Tiểu Băng Phượng tức giận nói. Chó giữ cho dù thật sự ngoan ngoãn rồi, cũng không giảm bớt được những việc ác nó đã làm trước đây, giết đi thì tốt hơn. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sát ý, Tiểu Băng Phượng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên mặt hắn có sự sắc bén đáng sợ khó tả. Từ khi Ngạn Đằng liên tục gây khó dễ, ép Lâm Nhất giao thủ với hắn ta, trong lòng Lâm Nhất đã có sát ý. Đến khi hắn ta ra tay với con mèo ngốc, sát ý này đã không thể khống chế, điên cuồng lan tràn. May mà hắn vẫn giữ chút lý trí, biết bản thân hiện giờ vẫn là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông, đánh chết đối phương trước mặt mọi người chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho Phù Vân Kiếm Tông. Nhìn bộ dạng cuồng vọng của mấy tên này, e rằng những năm gần đây, Phù Vân Kiếm Tông quả thật không tốt lắm. Hơn nữa nếu ra tay bây giờ, ba tên này vẫn có cơ hội không nhỏ để chạy thoát, dù sao cũng đều là những kẻ tinh hà cảnh đỉnh phong. Cho dù lộ ra thân phận công tử táng hoa, cũng chưa chắc có thể giữ lại toàn bộ. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, ba tên này không thể để lại một ai. Lời Lâm Nhất nói làm Tiểu Băng Phượng tự nhiên thấy rùng mình, dường như nàng ta lại trông thấy ma đầu Lâm Nhất ở con đường thông thiên kia, huyết tẩy kim bảng, chém giết ngũ đại giới tử. Đối với Lâm Nhất, con đường thông thiên là một con đường sát phạt chất đầy cốt trắng và máu tươi. Sau khi hắn đại khai sát giới ở cao nguyên Hoàng Sa, tàn sát toàn bộ tay sai của tất cả giới tử trên tế đàn, hắn liền bị rất nhiều người âm thầm gọi là ma đầu. Danh hào đẫm máu của công tử táng hoa cũng truyền ra từ đó. Tới Phủ Vân Kiếm Tông lâu, thời gian hắn yên lặng lâu quá rồi, dù có giết những tên tà tu đó thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thậm chí hắn chỉ giết người đáng giết, người ngoài danh sách mà không động vào hắn thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng trải nghiệm ở đại sảnh nhà họ Khâu hôm nay đã giải phóng ra sát ý và lửa giận ẩn náu trong lòng Lâm Nhất. Sát ý trong lòng hắn đáng sợ hơn nhiều so với những gì người bên cạnh thấy được. Đệ tử ba tông hoàn toàn không biết, rốt cuộc bọn họ đã chọc vào người như thế nào. Lâm Nhất, đây là tam đại tinh hà cảnh đỉnh phong đấy, cho dù dùng Tiêu Ngự kiếm, cũng chưa chắc đã giết được, người đừng xúc động mà làm chuyện dại dột. Tiểu Băng Phượng tỉnh táo lại, khuyên nhủ Lâm Nhất. Nàng ta vẫn còn muốn ăn thịt nướng mà Lâm Nhất nướng cho nàng ta cơ, Đồ Thiên Đại Đế nàng ta đây không muốn Lâm Nhất chết như vậy đâu. Nếu là đánh đơn một đấu một thì dù là Ngạn Đằng, Lâm Nhất với thân phận công tử táng hoa cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng nếu lấy một địch ba, lại có thêm những đệ tử tông môn khác nữa, Lâm Nhất có một mình e là khó mà đối phó được. Lâm Nhất bình tĩnh nói, ngươi thấy ta giống người dễ xúc động à? Không giống, Tiểu Băng Phượng nghĩ rồi nói. Lâm Nhất xoa đầu Tiểu Băng Phượng, rồi khẽ nói, nếu ta mà xúc động, thì ít nhất tên Ngạn Đằng này đã thành người chết rồi. Nhưng như thế thì lộ mất thân phận và con bài chưa lật của ta, Bôn Lôi Kiếm Ma chưa chắc đã xuất hiện, Huyền Phi và Lôi Lam có khả năng cũng thừa cơ chạy thoát. Lại còn mang lại rất nhiều phiền phức cho Phù Vân Kiếm Tông nữa.
Tiểu Băng Phượng nghe xong mới nhận ra, những gì mình nghĩ khác xa suy nghĩ của Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất mạnh miệng như này làm nàng ta có hơi sửng sốt, cái mà hắn muốn là một mẻ hốt gọn. Không chỉ có sát nhân ngạn đằng, bôn lôi ma kiếm cũng nằm trong tính toán của hắn cả. Vì thế, người mới cố đỡ ba trưởng của bọn họ hả? Tiểu Băng Phượng bừng tỉnh nói. Ta cũng đâu thể trơ mắt nhìn tên nhóc này chết chứ. Lâm Nhất nhìn về phía Tặc Miêu trong lòng Tiểu Băng Phượng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng dưới vẻ dịu dàng kia là sát ý vô tận ẩn sâu trong mắt. Tên ngạn đằng kia không tuân thủ giao ước, làm hắn bị thương thì cũng thôi đi, ra tay còn độc ác, hầu như một chưởng là đánh vỡ xương cốt toàn thân Tiểu Tặc Miêu rồi. May mà Tiểu Tặc Miêu có huyết mạch đặc biệt, lại tu luyện Long Viên Quyết cổ xưa, lúc này sau khi nuốt vài giọt chân long thánh dịch thì đã không còn gì đáng ngại. Dùng tiêu ngự kiếm của ngươi tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Tiểu Băng Phượng chợt hỏi. Phần lớn thời gian Lâm Nhất toàn tu luyện một mình, lúc hắn nói chuyện với Lạc Hoa, Tiểu Băng Phượng không ở bên cạnh. Nghĩ kỹ lại thì một tháng gần đây, Lâm Nhất chém giết có hơi khiêm tốn. Tiểu Băng Phượng thấy Lâm Nhất tự tin như thế thì bỗng thấy tò mò, rốt cuộc lấy tiêu ngự kiếm của Lâm Nhất đã lợi hại cỡ nào rồi? Đối phương có thiên phú cực kỳ khiếp người trên phương diện âm luật, lại còn có thánh khí cổ xưa là Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu hỗ trợ. Hơn hai tháng nay, e là hắn đã tiến bộ kinh người rồi. Lâm Nhất nhìn ngôi sao trên bầu trời, nhỏ giọng nói, hai ngày sau ngươi sẽ biết. Hừ, cứ bí bí ẩn ẩn, Tiểu Băng Phượng không vui. Lâm Nhất cười rồi lấy ra một viên đan niết bàn, sau khi nuốt vào, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi trị thương. Vừa nãy ba người đánh một chưởng cùng lúc, đánh ong cả hộp kiếm tử diên, dù được ngăn lại phần lớn uy lực. Lâm Nhất vẫn bị thương rất nặng, chung quy vẫn là chênh lệch về tu vi, tinh nguyên và chân nguyên cũng có khác biệt. Đan niết bàn, chỉ cần còn một hơi tàn thì có thể cứu sống bằng viên đan này. Tình trạng thương tích của Lâm Nhất chưa nặng đến mức đấy, nhưng hai ngày nữa thể nào cũng có một trận ác chiến, dùng đan này không những có thể làm cho chiến lực khôi phục đến đỉnh phong, còn có thể nâng cao khá nhiều tu vi. Đêm khuya người yên tĩnh. Phủ Trạch nhà họ Khâu. Ba người là Ngạn Đằng, Lôi Lam và Huyền Phi tập trung lại, bọn họ đang bàn xem hai ngày nữa, đối phó với bôn lôi ma kiếm như nào. Dù sao thì bôn lôi ma kiếm lãnh ngạo nhiên này vẫn có hung danh ở bên ngoài, mỗi lần ra tay đều cố tính để lại chiến thiệp. Cố tình dụ những đệ tử thân truyền như bọn họ tới, hắn ta đã thành công nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng thong thả rời đi. Ba người Ngạn Đằng cũng không dám khinh thường. Ngạn Huynh. Bôn lôi ma kiếm này không dễ đối phó đâu, huynh bảo có nắm chắc phần thắng, ta thật sự không dám tin. Huyền Phi của Thanh Lôi tự mặt mày hung tợn, ánh mắt lập lòe nhìn sang Ngạn Đằng. Lôi Lam ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ thích thú, hành động lần này là do Ngạn Đằng triệu tập, và cũng lấy hắn ta là người đứng đầu. Hắn ta và Huyền Phi đều rất tò mò, rốt cuộc tên Ngạn Đằng này có thủ đoạn gì mà lại tự tin như vậy. Ngạn Đằng thần bí cười một cái, rồi trầm ngâm nói. Dù sao sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết, bây giờ ta nói cho các ngươi biết cũng không sao, trước khi ta tới đây, Đại sư Huynh đã cho ta mượn một kiện thánh khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.